Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em sẽ làm một clip unbox một cái bộ Sansui 300BT mà có lẽ là rất là hot trong đợt vừa qua. Đây là bộ dàn mà gọi là bộ dàn mini kết hợp âm đi đèn, có sử dụng rất nhiều công nghệ, theo đó thì đó là công nghệ Bluetooth. Thế nên em vừa về một bộ mà đập hộp nguyên hộp, nguyên box, nguyên sale của nhà xuất. Có lẽ do những người chủ người ta đã trưng bày ở cửa hàng mà người ta bán đồ sửa đồ siêu thị, người ta trưng bày mà người ta không sử dụng, cũng không không bán nữa, nên người ta thanh lý đi. Thì sau đây là em sẽ mở hộp cái thiết bị này cho tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng và thủ quan. Thì bởi vì thực ra em cũng đã về bộ thứ hai rồi, nhưng mà cũng chưa có cơ hội để mà có thể được chiêm ngưỡng tận mắt nó, cũng như là test thử chất âm của nó. Rất là đầy đủ về các cái thiết bị. Đây có thể nói là mặc dù gọi là chúng ta gọi là đồ hàng cũ hàng bãi đấy, nhưng mà thực ra ở đây gần như gọi là đồ mới đấy ạ. Đây, đầu tiên là sách hướng dẫn các bác nhá. Sách hướng dẫn này em bỏ tạm ra đây một chút. Đây có lẽ là dây nguồn và dây loa, hay có thể là anten gì đó, em tí chúng ta sẽ khám phá sau. Ngoài ra thì nó đi kèm một cái remote khiển zin. Có nhá, còn nguyên này, nguyên cái biểu tượng logo của Sansui SMC300BT. Thì em sẽ bóc nó ra và chúng ta cùng trải nghiệm những cái kết cấu cũng như là cái thiết bị ở bên trong. Hộp xốp còn nguyên đấy ạ. Thực sự là người Nhật họ rất là tinh tế trong cái việc mà sản xuất cũng như là lắp ráp những thiết bị này. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái cặp loa cực kỳ nặng này, em cầm có lẽ em phải dùng hai tay mới cầm được. Đây, cặp loa đây, thì em sẽ bóc nó ra luôn cho các bác có thể nhìn thấy qua một chút trước cái cặp loa. Thực sự là bộ này khá là nhiều bác hỏi em, nhưng mà em cũng phải đặt thì có các bạn, nhưng để mà lấy được luôn thì rất là ít. Đây mình sẽ nhìn qua một chút. Công suất là 35W trở hơn 6 ohm. Đây là mặt trước của loa. Đây càng ở đây. Đây, đây củ chép của bác. Mọi nha. Cho đơn giản này như thế thôi, mà em nghĩ là có lẽ chất âm của nó sẽ không hề kém cạnh tất cả những thiết bị cao cấp khác đâu ạ. Sau đây sẽ là cái phần âm ly của nó, cái receiver CD của nó. Thì đây. Đây là mặt sau của thiết bị, có một cổng USB, cổng AUX in, cổng đài FM, và đây là hai cái phần đầu ra. Đây là phần nguồn của nó. Ở mặt trên thì có cái chữ NFC, đây là công nghệ bắt một chạm, công nghệ Bluetooth ạ. Có thể bác có dùng thiết bị điện thoại Samsung, Sony, chúng ta chạm vào đây là nó sẽ tự kết nối. Đây là cửa đĩa thì hoàn toàn còn chưa mở khay đĩa luôn. Đây ở bên trong này có một cái khay đèn trong này, cái nút nguồn, nút play stop, nút play pause, nút next, bát check phone, cơ bản như thế. Đây là nút suộc chế độ. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào test chất âm của thiết bị này cho tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang clip tiếp theo.